bộ phim Tâm Hồn Mặt Trời tập 1. Hai sao, tổ trưởng tổ 3 đội trinh sát 2. Quốc thủ tên thật Dương Chí Long, cấp 2 1 sao, tổ 3 đội trinh sát 2. Học đệ tên thật Trần Lập Nguyên, cấp 2 1 sao, tổ 3 đội trinh sát 2. Thần kinh tên thật Từ Công Quân, cấp 2 1 sao, tổ 3 đội trinh sát 2. Anh Thần Kinh, anh sao vậy? Nhìn tâm trạng của anh hôm nay không được tốt lắm. Sáng nay anh cãi nhau với A Phấn, vợ của anh. Là chuyện gì nữa? Lẽ ra hôm nay anh hẹn cô ấy đi siêu âm, đúng lúc lại có nhiệm vụ, vợ anh mới không được vui. Alo, Tiểu Diễn hả? Ba ơi, hôm nay là sinh nhật của con, bà có nhớ không vậy? Ba biết rồi. À, được rồi, ngoan nha, tạm biệt con. Ừ. Thằng Kinh à, tốt nhất là cậu giống tôi, sinh một thằng con trai, tương lai cũng làm cảnh sát. Con anh hả, hâm mộ anh lắm đó. Tốt nhất là sinh con gái, biết nhõng nhẽo, giả lại còn tinh tế nữa. Cảnh sát như chúng ta, anh nhìn đi, ngày ngày công việc, cái mạng không phải của mình, có đúng không? Như lần này nè, lỡ như xui xẻo bị gì ông đó. Đệ, bây giờ cậu đang nói gì vậy? Ờ, không có gì, em chỉ đang nói là anh Thần Kinh, hiện giờ vợ anh đang mang thai, bây giờ chúng ta không còn cách nào quay về được. Hay là cậu nói xong chưa? Ờ, không nói, không nói. Đại ca, đại ca, xe chuẩn bị xong rồi. A Đới, tên thật Dương Thiếu Cường, một trong 10 tội phạm đang truy nã. Mặt Trắng, tên thật Lâm Văn Lương, một trong 10 tội phạm đang truy nã. Hồng Mao, tên thật Thái Chí Hàng, một trong 10 tội phạm đang truy nã. Sếp, tên thật Ngô Dụng Thủ, cấp 3 1 sao, đội trưởng đội trinh sát 2, cục cảnh sát hình sự. À Trung, bám theo là được rồi, đừng bứt dây động rừng. Đội trưởng, tôi biết rồi. Châu Khởi Lợi, cấp 2, 2 sao, tổ trưởng tổ 1 đội nữ cảnh sát. Tôn Dân, cấp 2, 1 sao, tổ 1 đội nữ cảnh sát. Dương Tử Yến, cấp 2, 1 sao, tổ 1 đội nữ cảnh sát. Ai vậy? Phục vụ. Đứng lại.
Đại ca, đằng trước có cảnh sát kìa. Chạy đi. Dạ. Quốc thủ, đừng để mất dấu. Đua xe. Tổ trưởng, chiếc xe màu đen đó là xe trộm. Ở đây giao cho cô, đi. Đại ca, cảnh sát bám theo. Nhanh lên. À Trung, trực tiếp bắt người đi. Đó. Thằng nào không sợ cứ lại đây. Tổ trưởng, chiếc xe màu đen phía trước có súng. Vô trong nhanh lên.
Chí Hàn, biệt danh Hồng Mao, người đã gây ra rất nhiều vụ bắt cóc. Hiện nay phía cảnh sát hiện đang khó khăn lắm mới có thể biết được. Nguy hiểm như vậy mà nó không gì nó người nào cũng xông ra. Con không biết kỹ xem là vậy có cản trở hay không nữa. Hiện tại phóng viên đang ở hiện trường đưa tin tức cho quý vị. À Trung, Long Giang. Hả? Bà qua đây coi. Mà có chuyện gì? Tôi đâu có rảnh giống như ông suốt ngày coi tivi. Coi thằng Trung của bà nè. Thằng con đẹp trai đó ngày nào tôi chẳng gặp, có gì phải coi. Thằng Trung với người ta đã bắn nhau loạn xạ kìa. Hả? Hả? Ông trời ơi, cầu xin người phù hộ thằng Trung nhà con không sao. Quý vị xem đài, phóng viên hiện đang ở hiện trường đỏ súng, tường thuật trực tiếp. Quả lực của băng nhóm Hồng Mao vô cùng lớn mạnh, nhưng về phía cảnh sát vẫn vô cùng gan dạ. Phóng viên sẽ tiếp tục ở hiện trường rừng súng mưa đạn để cung cấp thông tin. Thật đó, đúng là rất kinh khủng. Sau khi Hồng Mao và cảnh sát đụng mặt nhau, hai bên đã dốc hết quả lực. Trước mắt, cuộc đấu súng hiện vẫn đang được tiếp diễn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho quý vị. Tiểu diễn không phải con muốn xem quạt. Hành động lần này sao lại có nữ cảnh sát? Ủa, anh? Ở đây rất nguy hiểm, đừng có đi theo. Thần kinh. Anh thần kinh.
Viên đạn chạy ra. Anh linh cảm 28 tháng 6 là sinh nhật của anh, còn 15 tháng 9 là vợ chồng anh kỷ niệm ngày cưới của anh và A Phấn. 31 tháng 12 là ngày anh trúng đạn. Thần kinh, bây giờ là lúc nào anh còn nói những lời này? Nhớ nói với vợ anh là con trai hay con gái đều được. Nói với cổ. Thần kinh, thần kinh, anh tỉnh lại đi. Thần kinh, tỉnh lại đi. Nếu anh muốn nói, tự đi mà nói đi. Anh tự đi nhận thưởng, tôi không giúp anh đâu. A Cung, thần kinh cho cậu. Quốc thủ, đi hướng đó đuổi theo mặt trắng và A Đới. Được, tôi đuổi theo Hồng Mao. Lại đây, nhanh lên, không để. Họ đưa cậu ấy làm xe cứu thương. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
Bắn đi, bắn nhanh lên, nhanh lên. Cô có sao không? Lên đi. Cảnh sát đỡ biết cô sao lại biết hành động bí mật của chúng tôi? Chúng tôi làm nhiệm vụ, thấy hai chiếc xe các anh chạy quá tốc độ, cứ nghĩ là lái xe sau khi uống rượu. Ai mà biết là còn có bắn súng nữa chứ. Cô có biết hắn là ai không? Là Hồng Mao đó. Hồng Mao? À Trung, không sao chứ? Quốc Thủ, không sao. Bên anh sao rồi? Chạy mất rồi. Hồng Mao đâu? Cũng chạy mất rồi. Quốc Thủ, bây giờ tôi tới bệnh viện thăm thần kinh. Anh đi thông báo cho thanh tra biển lục soát quanh bờ biển, phong tỏa các cửa gần đó. Có. Đội trưởng, đội trưởng, cảnh sát có phải nói lời đi đội trưởng? Nói ra lời đi, có phải vậy không? Quý vị đều biết, vốn dĩ kế hoạch lần này phía cảnh sát đã chịu rất nhiều gian khổ, mất gần mấy tháng trời. Phía cảnh sát phát hiện manh mối của tội phạm truy nã Thái Chí Hàng, biệt danh Hồng Mao. Ông à, sao không thấy thằng Trung đâu hết? Bà làm ơn đi, ở đó là bệnh viện mà. Bà muốn con trai bà vào bệnh viện hả? Từ Công Quân không may đã bị trúng đạn, đang khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện nay trước mắt là thằng thần kinh. Thần kinh nó bị thương rồi. Thần kinh bị thương hả? Ông trời ơi, chúng thần ơi, xin hãy phù hộ thần kinh không sao. Bà Tư, xin chúc mừng, là một bé trai. Con là con trai, nhưng chúng ta hãy khoan nói cho ba con biết, ai kêu ba con không để với chúng ta. Alo. Tôi Phấn, tôi là Trung đây. Tôi... Cô à, phòng phẫu thuật ở đâu vậy? Bên đó. A Trung. Tú Phấn. A Trung, ảnh đâu? Đang phẫu thuật. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Tôi còn chưa kịp nói với ảnh đứa con trong bụng của tôi là con trai mà, sao ảnh lại xảy ra chuyện chứ? Tú Phấn. Tú Phấn. Từ Công Quân, anh đừng tưởng giờ anh giả bị trúng đạn trong đó là không sao nha. Hồi sáng chúng ta cãi nhau vẫn chưa cãi xong đâu, anh mau ra đây giải thích rõ ràng cho em đi. Em kêu anh xin nghỉ đi bệnh viện cùng em, anh kiên quyết không chịu. Kết quả thì sao? Kết quả một mình anh lại vào bệnh viện. Phấn à, đừng như vậy nữa, bình tĩnh lại đi. Còn xuống trước nha, chỗ này. A Trung. Tư Phấn, thần kinh. Tôi kêu còn tránh xa ra còn không nghe. Thần kinh trúng đạn là tại cậu đó. Nếu mà để có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu đâu. Em xin lỗi. Xin lỗi hả? Mấy cậu đang làm gì vậy? Tình hình của thần kinh sao rồi? Bây giờ đang làm phẫu thuật trong đó. Tú Phấn. Tú Phấn. Đội trưởng. Tú Phấn à, yên tâm đi. Yên tâm đi. Cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng yêu cầu bệnh viện cứu thần kinh mà. Hả? Bây giờ cô đừng suy nghĩ gì hết. Đứa con trong bụng quan trọng hơn. Hãy tin thần kinh cũng sẽ hy vọng như vậy. Tôi biết rồi. Cậu theo tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
hành động bí mật lần này. Tại sao hiện trường lại có nữ cảnh sát? Lúc họ đang tuần tra gặp ngoài ý muốn. Nếu như vậy, phóng viên thì sao? Lúc phóng viên xuất hiện, tôi cũng bị giật mình. Phóng viên hỏi tôi, trên thuyền có hai cảnh sát, cơ hội bắt được Hồng Mao rất lớn, tại sao lại để hắn chạy thoát? Cậu nói đi, thật ra trên thuyền xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, hiện trường đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta tốn biết bao tâm huyết truy lùng lâu như vậy, kết quả Hồng Mao nhảy xuống biển, thần kinh bị thương nặng, cấp trên vô cùng khó chịu, liên tục gọi điện trách mắng. Phóng viên sẽ không tha cho cảnh sát chúng ta đâu. Chuyện lần này chắc là sẽ rất khó coi. Lúc trước việc của cậu dây bắt Hồng Mao đã thất bại một lần rồi, nên báo cáo lần này phải viết cẩn thận, càng rõ càng tốt. Phải cho cấp trên biết rằng chúng ta đã rất cố gắng, biết chưa? Tôi biết rồi. Alo, là tôi. Cái gì? Tìm thấy thuyền của Hồng Mao rồi. Trên thuyền không có người, thuyền trống không. Tôi biết rồi, xin hãy tiếp tục hỗ trợ, tăng cường tìm kiếm. Cảm ơn. Cảnh sát đó là phát hiện ra chúng ta. Khốn kiếp, hôm nay đúng là xui xẻo mà. Khó khăn lắm mới lên được thuyền, lại gặp phải bọn thanh tra biển nữa. Chúng ta đã trên biển, rất dễ bị nhận ra. Gặp phải bọn thanh tra biển coi như chết chắc. Nếu bình thường mà ở đất liền là đã liều mạng rồi, chắc còn cơ hội khác. Mấy cây súng này ngâm nước biển cũng không sao, nhưng mấy viên đạn đều rơi xuống biển hết rồi. Tao sẽ nghĩ cách liên lạc với Lâm ta, mong là không sao. Cảnh sát, họ trúng lẹ. Ở đây không có, lên phía trước xem thử coi. Dạ. Bác sĩ, tình hình bây giờ sao rồi? Viên đạn đi vào gan nên xuất huyết rất nhiều. Bây giờ viên đạn đã được lấy ra cũng cầm máu rồi. Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm, tiếp theo phải xem quá trình hồi phục của cậu ấy. Bác sĩ à, sau này ảnh còn có nguy hiểm gì không hả? Một tuần nữa là giai đoạn quan trọng nhất. Bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu qua khỏi thì không có sao, còn lỡ như không qua khỏi thì... Thần Kinh, anh mau tỉnh lại đi. Thần Kinh, anh Thần Kinh, em xin lỗi anh. Thần Kinh à, anh yên tâm đi, nhất định tôi sẽ thay anh bắt được Hồng Mao. Tôi sẽ thay anh bắt được Hồng Mao trả thù cho anh.
Lần sau em sẽ đỡ đạn thay cho anh thần kinh. Tôi xin cậu đó, tôi xin cậu lần sau đừng nóng nổi như vậy được, có được không? Được rồi. Cũng trễ lắm rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đúng đó, các anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây một mình tôi lo là được rồi. Anh Trung à, em xin anh, em ở lại có được không? Quy à, cậu không nghe sếp mới nói gì hay sao? Bây giờ chị dâu đang mang thai, em ở lại giúp đỡ thôi. Anh thần kinh bị thương là tại em, đều tại em không tốt. Quy à, cậu đừng nói vậy mà. Thôi được, cậu cứ ở đây giúp Tú Phấn đi, ngày mai làm công vụ không được mệt đó biết chưa? Dạ. Mẹ thấy con trên tivi, con không sao chứ hả? Con không sao, mẹ đừng lo mà. À, trời ơi, nè, vụ án của Hồng Mao có phải là của con không? Vô tình gặp nhau thôi mà mẹ. Trời ơi, sao lại xui xẻo tới như vậy chứ? Thằng Hồng Mao đang là tội phạm truy nã khẩn cấp số 1 đó, sao lại tình cờ gặp nhau được? Dân à, con hay chạm mặt với đám người xấu đó rất nguy hiểm, mẹ thật sự không yên tâm chút nào hết, mẹ rất là lo. Mẹ à, con là cảnh sát, cảnh sát vốn là phải bắt, phải bắt hết người xấu mà. Mẹ là đang lo cho con, khi ba của con là cảnh sát cũng bị người xấu bắn chết, không lẽ con cũng muốn giống ổng mạo hiểm mới chịu hay sao? Mẹ thấy bỏ đi, đừng có làm cảnh sát nữa. Mẹ, mẹ biết con muốn làm theo nguyện vọng của ba mới trở thành cảnh sát mà. Chẳng phải mẹ cũng muốn con tìm được hung thủ đã bắn chết ba hay sao? Con à, ý mẹ muốn nói, mẹ đã mất đi ba của con rồi, mẹ không thể mất đi con nữa. Trời ơi, Dân à, sao áo của con toàn là mùi gì mặn mặn không vậy con? Là nước biển đó mẹ, con bị rơi xuống biển. Cái gì? Con rơi xuống biển? Một cảnh sát hình sự đã giúp con né phát súng của Hồng Mao, rồi kéo con xuống biển. Hả? Nói vậy là lúc đó không phải là con với Hồng Mao đó xung đột chính diện hay sao? Phải đó. Cảnh sát cứu con tên gì vậy? Con không biết ảnh. Con nghe đồng nghiệp của ảnh đều gọi ảnh là A Trung. A Trung à, Trung hả con? Dạ. A Trung. Trời ơi, để mẹ xem. May mà con không sao. Thần kinh sao rồi, nguy hiểm không hả? Đang hôn mê bất tỉnh, bây giờ đang trong bệnh viện theo dõi. Đáng tới như vậy sao? Ôi, sao lại xảy ra gì vậy? Việc này đáng lẽ
có thể tránh được. Sự việc làm sao? Điều tại cấp dưới trong tổ của con báo hại thần kinh bị trúng đạn. Tên Mặt Trắng, đồng bọn của Hồng Mao, giơ súng định bắn thần kinh. Đúng lúc con nhìn thấy, con liền đưa súng lên định bắn Mặt Trắng từ đằng sau, thì cậu ta đột nhiên chạy ra, giơ súng trước mặt con, che giấu Mặt Trắng, làm con không cách nào bắn được. Ngược lại còn hại thần kinh, bị Mặt Trắng bắn bị thương. Cái thằng đó đúng là thằng ngu mà. Sao lại đúng lúc như vậy chứ? Cậu ta chạy ra lúc nào không chạy? Đúng ngay lúc đó, đúng giây phút đó chạy ra. Thần kinh, nếu mà có bề gì, con tuyệt đối không tha thứ cho cậu ta. Trung à, ở ngoài hiện trường súng đạn vô tình khó tránh khỏi lắm con à. Bà không phải đâu, tại cậu ta quá ngu ngốc, để Mặt Trắng chạy mất, hại người của mình trúng đạn. Câu nào ba cũng nghe con nói cấp dưới, cấp dưới. Chắc là người mới ha. Người mới thì nó còn non kinh nghiệm lắm con. Ba nghĩ cậu ta cũng không phải cố ý đâu. Tại cậu ta không có mắt nhìn. Ngay cả người xấu ở đâu, người của mình đang ở đâu, cậu ta cũng không phân biệt rõ ràng. Không biết mắt mũi để ở đâu. Loại người như cậu ta, tư cách đâu mà làm cảnh sát chứ. Trung à, có đói không con? Mẹ đi nấu tô mì cho con ăn nha. Trung ơi, ba có chuyện muốn tâm sự với con. Con nhìn đi, bác Quang Minh của con hồi còn trẻ đẹp trai biết bao nhiêu. Ba, ba cũng đẹp trai mà. Câu chuyện của ba và bác con đã nghe rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay con không có tâm trạng. Không phải ba muốn kể chuyện cho con nghe đâu. Thần kinh nó trúng đạn, trong lòng ba cũng rất là buồn. Ba nghe thấy con chửi cấp dưới của con, ba cũng không biết nói gì với con nữa. Hồi còn trẻ, bác Quang Minh với ba là bạn thân nhất. Tụi ba thường hay phối hợp cùng phá án. Có vài chuyện ba tin con đã nghe rồi, nhưng mà có chuyện này trước giờ ba chưa từng kể. Câu chuyện này là 15 năm về trước. Có một lần vào buổi tối, tụi ba cùng làm nhiệm vụ, phải đi bắt một tội phạm ma túy nhỏ tuổi tên là Bạch Đắc Thần. Vậy chính là bị thằng cảnh sát này hại chết. Ba ơi, lúc đó nếu ba không bị kẹt đạn thì bác Quang Minh đã không chết rồi. Nếu đổi lại là ba đứng trước mặt thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra được còn gì. Ba, hiện trường rất nhiều tình huống đều không lường trước được đâu ba. Tại sao chuyện này qua nhiều năm như vậy ba không hề kể với con? Đó là chuyện hối tiếc nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời của ba. Là tại sai lầm của ba đã hại chết người bạn thân nhất của mình. Tới giờ ba vẫn luôn tự căng rứt với lương tâm. Ba, tất cả đều là ngoài ý muốn. Chính là tại chuyện ngoài ý muốn này mà Thiên Quang Minh cả đời cũng không chịu tha thứ cho ba nữa. Vì chuyện này, cả đời ông cứ chôn mãi ở trong lòng, có thoải mái hay không? Chị dâu không tha thứ
chúng ta cũng đã hết cách rồi. Chị dâu sẽ hận tôi cả đời. Bảy, không cho phép tôi đốt nén nhang để bái tế Bác Quang Minh không nói đi, còn không chịu nói chuyện với ba để tránh ba đã dọn nhà đi luôn rồi. Con không chịu tha lỗi cho cậu ấy, cũng giống như bà ấy không chịu tha thứ cho ba vậy. Nên khi ba nghe con mắng cấp dưới nói rằng không có tư cách làm hình cảnh, con giống như là con đang mắng ba vậy. Con ba, con, bà nói con nghe nè. Lý tưởng làm cảnh sát của chúng ta chính là phải bắt đám người xấu đó chịu sự chế tài của pháp luật. Nhưng mà có lúc nói thì nghe nó dễ lắm, trên thực tế chúng ta phải trả cái giá tương tự. Cũng như vậy nữa, cứ rây rứt ở trong lòng hoài thì có ích gì. Sẽ có một ngày chị dâu sẽ tha thứ cho ông thôi. Hôm nay anh không sao chứ? Anh không sao. Xin lỗi, lại khiến em lo cho anh. Tiểu Diễn đâu rồi? Con hả? Nó đã đợi anh lâu lắm, không thấy anh đến nên ngủ mất rồi. Nó cứ gọi điện cho anh nhưng đều không liên lạc được. À, trời ơi, điện thoại hết pin. Sau này việc không làm được thì đừng tùy tiện hứa nữa. Huệ Tâm à, công việc của anh là vậy đó, không thể nào tự sắp xếp thời gian được. Nhưng anh thật sự là thật lòng mà. Nhưng anh cứ lỡ hẹn như vậy hoài, anh cảm thấy có phải anh không thương con không? Nếu như anh thực sự thật lòng thì anh phải biết nên làm thế nào. Show.